trăng rằm vạn chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi, lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung
thù rồi. Kính ngưỡng bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý quan khách, toàn thể chư Phật tử và đồng hương, sau đây chúng con xin mạn phép được thông qua chương trình của ngày đại lễ hôm nay, gồm có các chi tiết mục như sau. Phật tử và quý đồng hương vân tập vào chánh điện. 11 giờ cung nghỉnh chư tôn thiền đức Quang Lâm đạo tràng. Phần 1: thông qua chương trình đại lễ Đệ Thập Tam Chu Niên. Niệm hồng danh Đức Phật khai lễ và phúc nhập từ bi quán. Giới thiệu thành phần tham dự. Huấn từ Cắt Bánh Chu Niên của Thượng Tọa trụ trì. Phần 2: cử hành đại lễ chính thức. Niệm hương bạch Phật, tụng sám linh sơn, tiên sở cầu siêu, cầu an. Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ phóng sanh, lời cảm tạ của ban tổ chức, tiến cúng chư tôn chư tiên hương linh quá vãng kiến linh, trí tự tại chùa cúng dường trai tăng Phật tử dùng cơm chay thân mật. Chương trình văn nghệ hoàn mãn lễ tốt.